Xin kính chào các bạn. Hiện bây giờ là 7 giờ 45 sáng thứ ba. Đang chuẩn bị chạy tới quán cà phê Đưng Kình. Lấy 3 ly cà phê, 2 ly cà phê, 1 ly trà đá. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021. Quay cảnh giải trí cho các bạn xem ngày thứ ba. Mình mới vừa đặt cà phê ở trên mạng á. Bây giờ chỉ cần bước vô là lấy cà phê đi ra thôi. Lúc trước á thì do cái tình hình đại dịch á, người ta ngại tới ship hàng đông. Còn bây giờ người Mỹ người ta sống dạo gần đây người ta sống lại bình thường như ngày xưa vậy đó. Đi đâu hàng cũng dài vậy đó. Cho nên khi mà hàng ship hàng dài quá thì mình dùng cái app để mình đặt mua hàng, mình đi vào, mình khỏi cần ship hàng. Hôm bữa mình chở một cái vị khách. Vị này làm ở trong bệnh viện lớn ở Boston á, cái bệnh viện nó tên là Mass General, là bệnh viện lớn nhất. Nói theo kiểu ở bên Sài Gòn là bệnh viện Chợ Gậy á, đại khái là vậy. Đối với người dân ở Boston là người ta gọi là Mass General, thì ở bên Sài Gòn là người ta có cái bệnh viện Chợ Gậy đó. Thì hai người bình luận về cái vấn đề đại dịch á. Thì mình hỏi cái vị khách cảm nhận là khi nào chấm dứt cái tình hình đại dịch. Xong cái cô ta quay qua, cô ta hỏi mình trước, hỏi vậy chứ ông bạn nghĩ, theo ông bạn nghĩ là bao giờ mới chấm dứt? Cái mình trả lời là chắc nó sẽ biến thể. Con virus này nó sẽ ở đây với chúng ta mãi mãi. Xong cô ta quay lại, cô ta nói cô ta và mấy cái người đồng nghiệp á, nghĩ á, nói chuyện với nhau á, suy nghĩ á là tầm 5 năm, đại dịch sẽ kéo dài 5 năm nữa. Bước vô lấy cà phê cái đi ra khỏi ship hàng.
mua 2 ly cà phê sữa đá mà mấy cái em nhân viên không có coi kỹ cái biên lai, làm có 1 ly à. Vô thấy để có 1 ly trà với là cà phê, xong cái mình nói là mình mua tổng cộng 2 ly cà phê sữa đá, số đặt hàng của mình là 951, mình kêu kiểm lại nhưng mà mấy người đó không cần kiểm, người ta tới người ta pha đưa cho mình thêm ly nữa. Ngoài mà mình nói chuyện với một cái vị khách làm ở trong cái bệnh viện Mass General ở bên Boston đó, vị khách đó nói theo vị khách này nghĩ là cái đại dịch nó sẽ kéo dài 5 năm. Mà cái văn hóa bên Mỹ đó, các bạn biết không, họ không có phân biệt xem thường mình, gọi là giai cấp á. Giống như ở bên Việt Nam các bạn thấy các bạn làm tài xế hay là một cái nghề gì đi, mấy cái người đại gia người ta vô xe rồi đó, người ta coi thường, coi khi bỉ, coi không muốn nói chuyện với mình. Nhưng mà ở bên Mỹ á, ngộ lắm, mình nghiêm á, mình mà nghiêm á, hình sự á là họ không thích. Ví dụ như mấy cái người mà chức vụ cao bên Mỹ á, lên xe của mình á, người đại gia giàu có rồi đó, cái này mình nói chuyện ai làm tài xế ai sống ở Mỹ là người ta đều đồng ý công nhận hết đó. Ở bên Mỹ người ta không có giai cấp, mà mình nói chuyện với người ta mở miệng ra, người ta rất là thích, người Mỹ nó ngộ vậy đó. Tại vì khi mà mỗi lần mà khách mà lên xe mình mà mình nói chuyện á, là mình nhìn cái sắc mặt của người ta khoái chí lắm. Giống như cái cách mà người ta trả lời với mình á, hứng thú lắm, chứ không phải kiểu như nghiêm. Giàu cỡ nào mình chở mấy cái người mà phi công với chiếc tiếp viên á, chở phi công với tiếp viên á, thỉnh thoảng mình chở hoài luôn, mà lên xe nói chuyện bình thường lắm. Có một lần mình chở một vị phi công ở quận East Boston, Boston mà ở hướng đông á, gọi là East Boston á, mình chở một vị phi công lên xe, mình cũng hỏi anh lái cho hãng nào đồ này nọ, hôm nay anh bay về đâu đồ, mình nói chuyện bình thường. Còn mấy cô tiếp đại viên á, thỉnh thoảng á lên xe của mình á, hối mình chạy nhanh, sợ trễ á, tới phi trường trễ đó. Nói chung á, mình muốn nói là ở bên Mỹ á, không có giai cấp, địa vị chức vị cỡ nào lên xe của mình là nói chuyện bình thường à. Bác sĩ, kỹ sư gì lên xe, luật sư, mình chở qua luật sư luôn, thành phần nào. Còn mà mấy cái em mà học sinh đại học ở trường MIT á, mình chở hả lúc 3-4 đứa gầm lên xe mình hả, đầy luôn. Mà người ta lên người ta không có cái vẻ như là kiểu như ở bên Việt Nam mà khi bị mấy cái người nghèo. Chơi ở bên Việt Nam văn hóa chơi theo giai cấp. Đó thì thỉnh thoảng mình cũng có nói chuyện với một cái vài người khách, ngoài cái vị mà mình mới vừa kể làm ở trong bệnh viện á, thì người ta cũng đều đồng ý với mình là có thể trong tương lai là cái con virus đó, nó sẽ biến thể thì cái thuốc chích ngừa hiện tại là nó không có hiệu nghiệm, là tới lúc đó là người ta phải sáng chế ra một cái loại thuốc khác. Nhưng mà cái đó là cái theo cái cách nhìn của người ta thôi. Nó biến thể, cái con nó biến thể thì mình nghĩ cũng đúng thôi. Là tại vì trước đây đó mình có cúm gia cầm,
Rồi cúm lợn, cúm lợn là cúm heo á. Rồi cúm châu Phi tên là Ebola. Ebola. Rồi HN5, cúm HN5 đủ thứ đó, nó biến thể á. Hiện tại bây giờ nè, tối hôm qua mình đọc cái tin, đọc cái tin tức ở trên mạng ở bên nước Thụy Điển á, châu Âu á, người ta bây giờ người ta đang bị dính vô cái cúm gì mà nó lây cho mấy, người ta không có dùng cái chữ cúm gia cầm, mình quên rồi, cái cúm gì đó mà làm cho mấy cái chăn nuôi gia súc, gà vịt đồ gì của người ta chết quá chừng luôn đó. Thì sáng sớm chạy đi mua cà phê, bỏ cái ít phút giải trí cà phê sáng với các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của các bạn. Chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe. Hẹn các bạn lại clip kỳ sau.